chăn hai đầu, gà bốn chân, chim mặt khỉ độc nhất vô nhị tại Việt Nam. Cá khủng long, chim mặt khỉ, trăn hai đầu, đó là một phần rất nhỏ trong số những sinh vật kỳ lạ đã xuất hiện tại Việt Nam. Trong đó có những loài chắc chắn sẽ khiến bạn sửng sốt bởi hoàn toàn không ngờ đến sự tồn tại của chúng. Trăn hai đầu. Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin xuất hiện một con trăn hai đầu tại một cửa hàng buôn bán động vật bò sát ở Khâm Thiên, Hà Nội. Anh Mạc Hồng, chủ nhân đang sở hữu con trăn khẳng định, chính anh cùng ba anh em khác đã làm các giấy tờ thủ tục hợp pháp đảm bảo nguồn gốc và tận tay đưa trăn hai đầu từ Campuchia về Việt Nam. Chú trăn này được xác định là giống đực 1 năm tuổi, thuộc giống trăn Miến Điện, Việt Nam gọi là trăn đất. Con trăn này đặc biệt ở chỗ có hai đầu, hai chân, hoạt động riêng biệt nên khả năng di chuyển bị hạn chế, hệ tiêu hóa, tim, dạ dày cũng độc lập, chúng chỉ chung nhau phần đuôi, bộ phận sinh dục và hậu môn. Con trăn dài khoảng 90cm, nặng khoảng 2kg, chiều dài ngắn hơn so với giống trăn bình thường. Thức ăn chủ yếu của chúng là chuột bạch, trung bình một tháng chỉ ăn khoảng 3-4 lần, mỗi lần khoảng 4 con chuột, anh Hùng, chủ con trăn kỳ lạ cho biết thêm. Tỷ lệ trăn rắn hai đầu xuất hiện trên thế giới không phải là hiếm gặp, nhưng thường chúng chỉ có một thân, còn con trăn hai đầu này có tới hai thân, nên nhận được sự quan tâm rất lớn của giới chơi bò sát trong khu vực. Rất nhiều người chơi trăn cũng như các nhà khoa học đã quan tâm và ngỏ ý muốn mua để đưa chúng về sưu tầm và nghiên cứu. Họ trả giá gấp 2-3 lần giá gốc, nhưng anh Huy chưa muốn bán. Gà bốn chân. Chú gà chọi có đến 4 chân hiện đang được anh Trần Bảo Trung, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội chăm sóc và nuôi dưỡng. Chú gà trống chọi có trọng lượng 3,5kg, lông rất mượt và đẹp. Không chỉ thế, ngoài hai chân chính thì phía đuôi xuất hiện thêm hai chân phụ được nâng cao lên khiến nhiều người tò mò thích thú. Trao đổi về nguồn gốc của chú gà trống chọi này, anh Trung cho hay, trong một lần đi chơi ở Tân Trào, Tuyên Quang, tôi thấy trong đàn gà của người dân xuất hiện một chú gà có đến 4 chân, thấy hay hay, vậy là tôi mua về làm cảnh nuôi dưỡng chú gà. Sau thời gian dài nuôi dưỡng, đến nay chú gà đã trưởng thành, hàng ngày gáy rất to và có giọng gáy khá đặc biệt. Không chỉ thế, mới đây anh Trung cho chú gà trống chọi này tỉ thí với những chú gà chọi bình thường khác thì thật bất ngờ, chú gà bốn chân luôn có những đòn đánh tuyệt đẹp và sắc sảo. Chính vì thế mà có rất nhiều người dân trong giới đam mê gà chọi đã tìm đến thăm chiêm ngưỡng và có ý gà bán ra giá đến 50 triệu đồng, nhưng anh Trung nhất quyết không đồng ý. Anh Trung cho biết, dù hàng ngày bản thân anh Trung khá bận bịu với việc kinh doanh, thế nhưng vẫn dành khá nhiều thời gian để chăm sóc nuôi dưỡng chú gà yêu quý. Hiện nay tôi cố gắng chăm sóc chú gà thật tốt, cho ăn uống đầy đủ, tiêm phòng, uống thuốc định kỳ và đặc biệt thi thoảng cũng cần phải cho ăn thêm thịt bò, thịt nạc lợn để tăng cường sức khỏe, sức chống bệnh cho chú gà. Anh chia sẻ về quá trình chăm sóc vật cưng. Cá khủng long 6 sừng 4 chân. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật về loài cá axolotl hay còn gọi là cá khủng long 6 sừng 4 chân. Đây là loài cá lạ có xuất xứ từ Mexico và được dân sành chơi sinh vật cảnh ở Việt Nam nhập về chơi và kinh doanh nhiều khoảng hơn một tháng trở lại đây. Anh Đoàn Chí Vũ, một chủ cửa hàng kinh doanh cá axolotl có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cá axolotl là loài lưỡng cư hiếm có còn sót lại trên thế giới và được phát hiện sớm nhất tại Mexico. Loài cá này sống ở nước ngọt, có khoảng 3 màu chính là vàng, đen, trắng. Thức ăn yêu thích của loài cá này là trùm chỉ, bo bo và tim bò. Cá khủng long 6 sừng 4 chân nhìn lạ mắt nhưng lại có giá khá rẻ, chỉ từ 100.000 đồng đến trên dưới 180.000 đồng trên một con, nên được dân chơi sinh vật cảnh rất chuộng mua nhiều. Theo kinh nghiệm của nhiều người chơi cá cảnh, đây là loài cá độc lạ nhưng lại khá dễ nuôi, đặc biệt loài cá này còn mang ý nghĩa may mắn nên được nhiều người chơi săn lùng mua về thả chơi để ngắm. Thủy quái cá hố dài gần 4 mét. Chiều ngày 16 tháng 4, anh Phạm Xuân Chiến cùng anh Nguyễn Ngọc Duy, trú ở phường Quỳnh Phương, Nghệ An, đang đi chơi ở khu vực biển Quỳnh Phương thì bất ngờ phát hiện con cá hố rồng đang sống trôi dạt vào bờ biển. Vì con cá lớn và rất dài nên phải mất chừng 10 phút, hai người mới bắt được và đưa con cá này lên bờ thành công. Qua quan sát, con cá này dài hơn 3,6 mét và nặng chừng 25kg, đoạn thân to nhất người dân đo được có chiều ngang đến 30cm, đoạn cuối phân đuôi, thân cá to khoảng 5-10cm, ở đầu con cá này có các râu dài từ 50cm đến 1 mét. Vì có râu dài và vây dài như rồng trong truyền thuyết, nên người dân thường gọi loài cá này với tên cá hố rồng hoặc là cá rồng.
Theo thông tin từ ngư dân bản địa, loài cá hố rồng anh Chiến bắt vốn được nhắc đến trong truyền thuyết dân gian như một loài thủy quái. Qua tìm hiểu một số tư liệu khoa học, ngoại hình loài cá này gần giống với loài cá mái chèo có tên khoa học là Relaxus, được phát hiện từ năm 1972 bởi một nhà sinh học người Na Uy. Chim mặt khỉ ở Trà Vinh. Cách đây vài năm, người dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh từng xôn xao vì anh Trương Thanh Tâm, sinh năm 1983, ấp Đình Cũ, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, bắt được một giống chim lạ trước nay chưa từng xuất hiện. Loài chim này có gương mặt giống khỉ, râu dài và phát ra tiếng kêu khè khè khi có người đến gần. Anh Tâm cho biết, trong lúc đi làm ao nuôi tôm, trong một khu rừng thưa, anh đã phát hiện trên cây mắm khô có một tổ chim mới nở. Tổ chim này có 5 con chim rất lạ, khoảng 10 đến 15 ngày tuổi. Chim con có lông màu trắng, chúng biết đi, sải cánh dài hơn 0,8 mét, mỗi con nặng từ 500 đến 600 gram. Theo chuyên gia điểu học Việt Nam, giáo sư Võ Quý, đây là con cú lợn, tên khoa học là Titova. Loài này phân bổ rộng rãi nhất của họ cú và là một trong những loài phổ biến nhất của loài chim. Loài chim này phân bổ khá rộng, chúng có thể sống ngay cả ở sa mạc, rừng, ở vùng có khí hậu ôn đới lẫn nhiệt đới. Nhiều nhà nghiên cứu khác cho rằng đây là loài chim quý hiếm nằm trong danh sách đỏ Việt Nam, cần được con người bảo vệ vì chúng đang bị đe dọa tuyệt chủng. Ngoài ra, loài chim này là loài thiên địch của chuột nên rất có ích